thì người ta mua kết hợp người ta cũng xô được. Đâu? Đấy. Chậm rồi nó lên led. Đây rồi, để cháu banh nha, cháu banh nhìn đấy. Để lên led cứ để. Đấy, nó đang bò đấy bác. Đấy, đấy nó đang bò đấy. 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 Nó bò. Đấy, khi giết ra là nó màu đỏ. Ừ, đâu xem lá nào dày nhiều, dày nhiều. Cái này là mới bị à? Cái này mới bị. Đây các bác nhìn này. Mới lá thôi. Bắt đầu săn lại phải không? Lá đây bác thấy nó đã có dám nở. Mấy ngày rồi. thì bị giờ đã bị này. Dạ. Cây này thì sao mà ngày nào cũng ra, hôm nay hôm qua đâu, mấy hôm rồi nó mưa giống phun được. Đấy. Đấy, để cho nó bò nó. Những con này không bò hay chết đâu. Không, chưa chết đâu bác. Đây đây, nó đang bò này. Ừ, bé nó bò. Bé tí luôn. Để lấy lét để nó im đừng im. Có nhìn được. Cứ để im đi. Đây đây. Cá nam lúc nó mới lét. Đấy. Đấy đang bò đây bác Đức Tông. Ừ. Rồi các bác ơi. Đấy. Nếu mà lá xanh này là chăm chăm hiện đỏ. Đấy. Đây này đang quát lại các bác. Đây này. Đây nó đang quát lại đây. Đấy. Mà... đấy, đấy cái này là nhện đỏ là tiêu diệt mạnh nhất đấy nhỉ. Đây còn không nhện đỏ là nó lại phải như này, hai cây rất gần nhau bác Tông. Hai cái lá thì màu lá nó khác nhau, bác lấy nét thì người ta mới hiểu. À, một đằng nó ngả vàng. Đấy, ngả vàng. Bác Tông. Đấy, 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 đấy. Mà nó mo lá vào. Ừ, cong lá vào nó không phẳng lá nó ra. Không phẳng lá. Một đằng nó bắt đầu hơi vàng vàng. Vâng, đấy. Cái này có tuần nữa là hết. Ờ, nếu mà đằng... cháu cũng phải đánh võng ở đây vài trận. Uống như mình làm. Vâng. Uống một chỗ thời điểm nhưng mà không phải tầm này vẫn uống thì còn ra cắt gì nữa. Là chết. Công nhận không? Vâng. Nhiều ông tầm này vẫn đang uống đây. Vâng. Thế là đồng nhờ. Nói chung là tính chất chịu khó là bước đầu không nhờ? Vâng, phải chịu khó. Mới hai là kiểu vâng, gì? Vâng, chịu khó mình tiết kiệm được cái những cái công nó thuê. Ừ. Cháu rồi cháu bác cho, cháu độc mình cháu cho xuống đây. Ý, vừa phun pháy rồi lân đạm cho ông đây mấy trăm bao... bao phân gà ấy. 200 cây là tổng chi phí hết bao nhiêu? Tổng chi phí lân đạm. Của lân đạm của cháu á. Ừ. Tổng lân đạm của cháu chắc hết độ khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Hơn 1 triệu thôi. Thuốc sâu. Đầu nguyên phân thì nó mất độ khoảng tầm gọi là 200 bao. Gọi tháng chừng đó. Bao. 25.000 bao. 4 triệu. 4 triệu. Gọi là 4 triệu tiền phân. Ừ. Đấy mới hết độ khoảng tầm 1 triệu rưỡi tiền lân đạm. Lân đạm. Ừ. Mới thuê. Thuê thì được cái công trồng ngay ban đầu là thời điểm đầu năm thì mất khoảng hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu thuê rồi. Vâng. Còn cắt lăng vẫn dùng lá là không phải thuê. Cái này thì mình chơi. Tức là từ giờ mình thuê. Vâng. Nhưng mà hầu hết các bác nhiều bác cũng thuê dễ quả dễ củng. Như trên mấy cháu Lạng Sơn nào thuê áng. Thuê thì chết. Ở trên đấy nó rẻ ấy. Thứ cháu này bây giờ đâu 200.000 một ngày. Cháu 500. Không, mình thuê ở trên kia xuống. Vâng. Người 200 là có. Vâng. Cái bà độ 450 ấy. Ở nhà cháu đây bây giờ như cuối năm thuê đàn ông ấy là toàn phải 500. Không, đàn ông là cái đấy thì thuê làm cỏ làm củng cái thứ nó chỉ rẻ đó. Nhưng mà nó mình chịu khó mình làm thì những cái việc này thì nó đỡ. Còn cuối năm mà tuốt lá thì như cháu ấy. Ừ. Cháu phun cho mấy bình ở đây thì hết sạch thì gì. Người hãm thì cháu cũng cho mỗi nhà vườn một đấy. Còn bác nào mà năm nay mới muốn rồng thì giả sử như trước kia thì không có cái kênh để mình học hỏi, giờ cứ xem kênh của ông Rồng mình phát hiện được ra là một số vấn đề có hỏi nhiều chứ nhỉ. Vâng. Qua những kênh của Hà này nhiều bác cũng thông minh rút nhiều kinh nghiệm. Cháu thấy gì nhỉ, cháu thấy nhiều người không dám phun đâu, không dám phun hãm, mà không dám phun tuốt lá đâu, dụng lá đâu. Ừ. Cháu chơi hết vì mình có độc mình thôi. Hôm nay ông phát cái cắt lá của nhà Thùy Dũng xem chưa? Bây giờ như này xong nó cắt này. Không, làm gì phải cắt. Cắt thì đến bao giờ? Đây, bác thấy cháu làm công nghiệp thế này. Thế nhưng mà đào của nó 5,423 triệu cây. Không phải, nhưng mà vấn đề nó vẫn để mục đích để dụng lá để cho nó quang hợp cho nó tốt. Chẳng có ý đồ là nó quang hợp. Đấy thôi, có gì đâu. Ừ. Mình làm cũng thì phun nước sâu thì ông nào cũng công nhưng nghiệp. Nhưng mà... à, ha. Đã. Theo ông nghĩ là tức là cây lớn được là nhờ cái lá. Phải lá cái rễ lại hiện, lá nó thể hiện là đâu, cái sức ăn. Cái lá nó hút xuống rễ nó để thức ăn lên. Cái đầu là quang hợp của rễ. Đầu tiên là mình phải chăm được cái bộ rễ thật khỏe ông Rồng ạ. Ừ. Đừng cho ăn vội. Bao giờ thấy cây nó nở nõn gọi là đoàng hoàng rồi lúc đấy bắt đầu mới cho ăn. Nó mới tốt, nó không hại rễ. Tức là lá thế nào là rễ thế.
Vâng, còn khi, khi nó đã hồi thì bắt đầu mình cho ăn, mà giữ được cái lá lúc nào nó cũng to dẻo như này, đúng rồi, như này là nó thể hiện trạng thái bình thường. Chứ còn dễ mà kém là lá sẽ kém, mà lá kém là dễ kém rồi. Mà không đẩy được dăm luôn, bác ạ. Nó lại không đẩy cái được. Chất là ăn là do cái rễ nó lùi cái lá này, cái lá lại ngược lại nó lùi hấp thụ oxy để lùi cái rễ. Vâng. Cái rễ mà như nó như là cái bộ hàm bác cháu mình ấy. Không có hàm thì muốn ăn xương thì khó lắm. Đúng rồi. Nó thực tế thấy người ta, nhiều người người ta cũng giấu đi bác dòng. Giấu. Cháu thấy giấu đi. Không khô đâu. Ừ. Ví dụ người ta trồng cạnh tranh nhá. Nhưng mà xem cái ấy chứ. Xem cái vừa rồi cái thầy thích Minh Tuệ chứ. Cháu cũng xem qua qua thôi, những cái hàng ngũ đấy cháu không để ý nhiều. Không, mình đang làm, đang cười lại thì mình không để ý, nhưng mà đến năm 60 mình bắt buộc phải để ý. Vâng. Như cháu bây giờ những cái đấy thì cháu chỉ sơ qua tin nóng thôi, chứ còn mình lại đi sâu ở đấy nó mất thời gian lắm. Bây giờ làm xong cần oi, cần phải về uống bia bác ạ. Nhưng mà theo như thầy là không được uống bia, không uống rượu, không trộm cắp, không không tham nam, những cái thứ thế nó là tốt đi bác. Vẫn là ông ở nhà lông thì theo thầy thì bảo nhà tổ chim này bác Dông ở đâu chưa, cứ để đấy, nhưng mà nó không có, hơi là nó chưa đẻ ấy bác. Đó, để cho đẻ cái này xấu số, có đẻ hay là thôi thì cháu cứ để đấy, nhưng mà cháu cắt này. Chờ, chắc là này không, cứ để 3 cây. Đúng, cắt nhỡ hết gừng một tại em mà làm anh khổ hết một cái lứa này. Nó đang đà, nó đang lướt thế này mình để tổ chim vào giữa, để tổ chim nghe nó đào nó không thanh nhân như Hà này là chịu khó rồi. Người ta ấy bác Dòng. Người ta có trí chăm đào, người ta để ý kinh lắm. Đúng rồi bác Dòng. Không, người ta thông minh, người ta cứ xem clip này cũng phát hiện được ra. Vâng. Có phải không? Vâng. Nhưng có người dạy mà chày cả tay cũng không biết đục cái lỗ, nhưng có người nó chỉ nhìn nó biết đục lỗ chứ. Tháng năm cháu chưa trồng đào huyền bao giờ, nhưng mà cháu nghĩ cháu trồng đào huyền lại ăn ngay. Ăn ngay, ăn luôn. Cũng xem clip ấy rồi. Vâng. Rong phát đào huyền suốt. Vì cháu trước khi làm cái gì cháu để ý kinh lắm. Cái đào lơm cũng thế. Đào nơm thì gần như cháu không cần để ý, vì tầm cỡ bọn đấy kỹ thuật so với cái này là nó thua xa. Đào lơm thì nó dễ. Cái thằng đào này là cháu đánh giá nó là đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Đây là đẹp thôi. Đẹp chứ. Không như là con công nhỉ. Ui giời. Cắt thế này mà nó đã phẳng cái này rồi bác. Như con công thôi. Phẳng rồi. 2 triệu xô đúng không? Cái này mà ăn 2 triệu thì quá ngọt. Quá ngọt. Ôi dồi. Về các bác đi chợ bán vài triệu đơn giản chợ. Không. Cây này là phải 3-4 triệu. 3-4 triệu chứ nói giá thực tế ở ngoài chợ bác ạ. Nhưng mà nó sẽ được một số cây. Còn cái bình quân này các bác sẽ đủ. Đủ. Ông Rong thì không bênh chủ vườn mà không bênh người ấy, tức là mình ở giữa. Bên thế nào được bác Rong? Ừ. Vì khách của ông Rong là khách cả hai bên. Vâng. Có hả? Nó là thực tế. Đúng rồi. Bây giờ cây đào của ông chẳng có cái răm nào mà cứ bắt người ta mua nhiều tiền thì... Đúng rồi. Thì làm ăn thế nào? Nhưng mà nói chung bây giờ 2 triệu nhưng mà vẫn phải quyết định nước hoa không nhỉ? Đúng. Hoa kém thì 1,5 triệu có khi phải bắn vội. Nó phải sau nước hoa mình chốt xong, chốt xong. Thế nhưng mà hoa năm nay nó quá rực rỡ thì có khi 2,5 triệu. Vâng, vẫn... Vâng ạ. Khi chốt xong là nó sẽ thể hiện được cái thể trạng của cái răm thôi. Chứ không phải là chốt cứng 2 triệu là 2 triệu. Xấu 2 triệu, đẹp 1 triệu không phải. Mà đến thời điểm đấy, anh một số anh em các nơi nó thịt, mình lại trúng đi, nó lại thành đỏ ấy. Thành đỏ. Đấy, cái giống này nó... Nếu mà hoa căng lở dày sát. Đơn giản đi. Cần gì phải to đâu bác Dông. Nhỏ nhưng nó có võ. 2 triệu là nhỏ, đào chơi bình dân. Bác Dông. Chơi bình dân. Và đào cho bóng rộng. Cháu làm ăn Tết là to hơn. To gần đến kia. Đúng rồi. Bác Dông ạ, gần đến. Gọi là cháu đi ở đây chắc là phải chạm như này. Giờ đã chạm rồi. Được, xem có cây nào nhận đỏ nữa có chia sẻ không? Nhận đỏ. Đấy bác phải dừng. Ừ, đi sang kia. Đây, 5 triệu. Đấy, bóng đã rộng thế này rồi. Ừ. Bóng hoa rộng.
Đây là 200 cây à? Đây. 400 triệu. Đây này là 7 triệu nhưng mà xong là người ta gửi cháu ấy, người ta chơi kiệt quá về năm ngoái cháu phải bỏ ấy, cháu xác định phôi nó vẫn còn đẹp không? Cháu nhìn thì phôi nó còn đẹp, cháu bỏ một năm ngoái xong năm nay cháu cắt cụt đi cháu muốn ạ. Thế nó có bảo thế năm nay vẫn của người ta gì? Cháu tư không của mình ấy. Bảo người ta bỏ rồi gì? Không, bỏ của cháu hết. Nhưng mà có nghĩa là kiểu năm trước ấy nó hỏng rồi, nó không lên được, nhưng mà cháu không dám động, không dám cho ăn, không dám gì cả. Thường thường là cho thuê đến ngày bao nhiêu là đẹp, lấy về là đẹp. Nếu cho cháu năm ngoái cây sớm nhất là nếu mà cho thuê á, mình lấy được từ độ khoảng tầm mùng 10 đến 20 là đẹp nhất bác ạ. Chứ đừng để nó đến cuối tháng mới lại cây nó kiệt. Cây nó kiệt mới lại phải bảo người ta ấy, là thỉnh thoảng cho em cáo nước vào. Đấy là cái quan trọng nhất. Thỉnh thoảng nếu cho thuê muốn cây về tưới nhiều không được. Không tưới nhiều, mình chỉ giữ ẩm nó vì nó nuôi quá nhiều hoa bác ạ, nó vẫn cần phải nước. Như cái bông hoa mình cắm ở lọ ấy, nó phải có nước thì nó mới nở được chứ. Tức là mỗi tuần 1 lít nước à hay nào? Có nghĩa là đấy, ví dụ người ta để ngoài sân hay là 4 năm à sân thì lại khác. Để ngoài sân thì mình tưới dày hơn, còn ở trong nhà thì độ tuần mình tưới cho một gáo. Hoặc 4 năm hôm mình tưới một gáo thì một buổi Tết thì cũng chỉ 2 lần tưới chứ bao nhiêu bác ạ. Không? Đâu cây nào mới phát hiện đâu. Đây, cháu vẫn đang đẻ rất mạnh nhưng mà là cháu chưa gần khỏi rồi nó mới đẻ được thế này đấy. Nước xô là phải xô được cái này hả? Dạ. Những cái này xô thế nào được bác? Hay là bán riêng? Cái này cháu mua 11 triệu ấy. Cái này cho thuê được hả? Được nhưng mà có nghĩa là nó không thô được thôi. Thế nhưng mà người ta mua xô thì mình phải bán được chứ. Đó. Hả? Nhưng mà không thô được vào cơ đấy nhà bán. Tức là khi người ta mua kết hợp người ta cũng xô được. Đâu? Đấy. Chậm rồi nó lên lét. Đây rồi, để cháu banh nha, cháu banh nhìn đấy. Để lên lét cứ để. Đấy, nó đang bò đấy bác. Đấy, đấy nó đấy, đang bò đấy. 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 Nó bò. Đấy, khi giết ra là nó màu đỏ. Đâu xem con lá nào dày nhiều. Đấy. Cái này là mới bị à? Cái này mới bị. Đây các bác nhìn này. Mới bị. Lá bắt đầu xoăn lại phải không? Lá đây bác thấy nó đã có dám nở. Đây mấy ngày rồi. thì bị đã bị này. Dạ. Cái này thì sao mà ngày nào cũng ra, hôm nay hôm qua. Đâu, mấy hôm rồi nó mưa chẳng phun được. Đấy. Đấy, để xem nó bò nó. Những con này không bò hay chết rồi? Không, chưa chết đâu bác. Đây đây, nó đang bò này. Bé đang bò. Bé tí luôn. Lấy lét để nó im được im. Con nhìn được. Cứ để im đi. Đây đây. Cá nam lúc nó mới lét. Đấy. Đấy, đang bò đây bác Đức Tông. Rồi các bác ơi. Đấy. Nếu mà lá xanh này là chăm chăm hiện đỏ. Đấy. Đây này, đang quát lại các bác ơi. Đây này. Đây, nó đang quát lại đây. Đây ngò. Đấy, cái này là nhện đỏ là tiêu diệt mạnh nhất đấy nhỉ. Đây, còn không nhện đỏ là nó lại phải như này, hai cây rất gần nhau bác Long. Hai cái lá này, màu lá nó khác nhau, bác lấy nét thì người ta mới hiểu. À, một đằng bắt đầu ngả vàng. Đấy, ngả vàng. Mà cứ đẩy đấy nét, đẩy đi. Mà nó mo lá vào. Cong lá vào, nó không phẳng lá nó ra. Không phẳng lá. Một đằng nó bắt đầu hơi vàng vàng. Vâng, đấy. Cái này có tuần nữa là hết. Nếu mà để tuần nữa là xoăn hết. Nếu để một tuần nữa thì nó không xoăn hết được đâu bác ạ. Như cái này nó dừng lại. Nõn này nó không phụt được ra như này. Bây giờ nó dừng lại. Nó dừng lại mà nó ảnh hưởng cái đợt cắt của mình ý. Nó ảnh hưởng cái đợt cắt. Con này nó trích nhựa. Hút nhựa. Nó hút nhựa. Bé lắm nhỉ? Bé lắm. Nếu mà để lâu là nó rụng lá. Để nó hút lâu nó rụng hết sạch loạt này luôn. Thế là thôi đấy. Đấy là bệnh nhện đỏ là lá sẽ bị xoăn. Vâng, lá nó bị xoăn. Còn sâu đục thân. Sâu đục thân thì nó héo dần. Nó lại không. Nó lại bị đây, cháu phun định kỳ đấy, đào nhà cháu bác làm gì có chuyện nhìn thấy sâu. Cháu chịu khó phun lắm. Nhện đỏ nó ở con gì nó sinh nhanh. Nhện đỏ thì cháu cũng không hiểu được. Ông cứ tưởng là con nhện to đại nó bò ở như lúa. Ta cứ nghĩ cái con mà cái mõm nó mà đen đen, người nó đỏ đỏ hả? Thì làm gì có ai ấy, ai chỉ. Bác nhìn cái trứng của nó là cái trắng nhá. Cứ để họ đấy. Đấy.
Trứng là trắng à? Trứng là trắng. Đây con nhìn thấy trứng này. Đấy, đây, cái màng trứng à. Đấy, giết ra nó màu vệt máu đỏ à. Đấy. Đấy. Người ta không hiểu đâu. Thế là phun thuốc gì? Cái nhảy nhận đỏ này thường thường phun kép. Như cây bị như cây này là cháu phun hai lần rồi. Như giờ thuốc, còn thuốc ít này. Cái thuốc gì cháu treo xe cháu không biết tên đâu. Không biết tên. Ở tiếng Anh. Vâng. Nếu đi còn cái đi phun nhận đỏ này là chủ yếu là phải phải cho cái thằng bám dính này. À bám phải dính. Mua bám dính để cái nó bám ở là cái mà phun được phun ngược lên. Ừ, phun gầm nhau. Bác ạ. Phun trên này ít hơn. Trên thì nó chỉ là lướt vì nó không ở trên. Chỉ lướt thôi, còn chủ yếu nó lùa này. Đúng rồi. Lùa vòi vào cho thật căng vòi vào, xoáy vòi nó căng áp vào. Luồn ngược luồn xuôi. Phun ở dưới nó tốn hơn cả tôn phun ở trên bác ạ. Đúng rồi. Phun con nhẹ này. Cháu một lần nào phun phun sâu ở đây cháu phun độc bằng này mà cháu phun được khoảng 10 đến 12 bình đấy. Cây này là nếu mà phun thường thường là bao nhiêu ngày thì phun? Cả sâu cả bệnh thì cháu được cứ tháng 3 lần. Ví dụ như đầu tháng 10, 20, 30. Tức là mình cộng hay là? Còn cháu phun cộng ấy. Như thằng nhận phun đỏ. Phun tổng hợp. Thằng nhận đỏ này khi mà phát hiện ra là mình phải phun riêng. Mình vừa hôm trước, 2-3 hôm trước mình phun cộng thuốc sâu rồi. Không cộng quánh độc nhận đỏ không? Những cây này giờ nó quánh nhận đỏ đấy. Đấy giờ cháu tính là quánh 1-2 bình độc chọn mấy cái cây này thôi. Còn đây nó có bị đâu bác? Ừ. Nó không bị mình phun cũng phí thuốc. Mình phí cả thuốc ấy. Đúng rồi. Đấy, nó phí cả thuốc ấy. Tức là mình phải hiểu. Phí cả thuốc vì cái thằng bên cạnh này mình đã đánh được. Còn phun phòng nó lại khác nhỉ? Phun phòng nó khác. Cái này nó định kỳ nó đẻ hay nào? Nó đẻ đây bác ạ. Nó phải nắng to lên đoạn này nó mới hết. Nhưng con gì nó đẻ ra nhỉ? Cháu cũng không hiểu cái con gì nó đẻ đâu. Ừ, là phải có con gì nó đẻ nó mới ra. Còn con sâu là do con bướm rồi. Vâng, con sâu thì nó do con bướm nó đẻ trứng vào trong này. Ừ. À, nó sâu ở đây. Ừ. Đấy, khi sâu này mà mình đã nhìn thấy sâu thì xong là quá muộn. Ừ, nhìn thấy sâu là xong rồi. Là xong rồi. Cái này thì cháu vừa cắt này thôi. Cái này về sau cũng nhìn khét đẹp đấy. Ừ. Thế là cái này lý do sao chết? À, cái này cháu bị mối. Ở vườn trên đây cháu bị mối bác ạ. Nó bị mối. Cái cây này của cháu bị mối này. Ừ. Đây này. Rồi cây này hào cái này có bán không? Dạ. Cây này cho người ta không dùng lấy cháu du xuống máng ra. Đâu. Làm độ 100.000 hoa giả cuối năm bắn để trên này là... Vì ai lấy thì cho người ta thôi. Cái nó đẻ không? Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Làm gì phải cắt dài? Cắt dài để làm cái gì? 9 là đây. À. Nếu cây này cho thuê là bao nhiêu? Cây này cho thuê chắc phải trên 10 triệu á. Bao nhiêu? Phải trên 10 triệu. Với tôi khoảng tầm nếu mà ở quê quê đây thì mình phải 12-15 triệu. Ừ. Còn bán chính thức thì nếu người ta mua cả vườn mà xong có cái mua cả cái này thì giá bao nhiêu? Mua cái này thì thôi mình bán cho người ta độ khoảng tầm 15-16 triệu thôi bác ạ. Bán thẳng mà. Vâng, bán thẳng. Tức là người ta mua cả vườn đi. Vâng. Sao lại... À. Làm sao đấy? Đầu tiên nó yếu được. Bỏ, bỏ cành nhỉ? Nó bỏ. Nó tươi tầm lên nó vẫn đẹp mà. Đấy, cây này nó bị nhận đỏ đấy, bác Long. Nhưng mà cháu phun là nó sắp rẻ trời. Đấy, sợ đã. Nó lở theo lứa. Đây, cháu phun cộng suốt đây bác. Ừ, chứng tỏ nhận đỏ nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ai trồng đào mà chưa đánh giá được con nhận đỏ nhận này đỏ. Nguy hiểm thì chưa thua. Chính con sâu không tác dụng mạnh bằng như vậy. Con sâu nhá. Thì nó chỉ ăn một cành thôi. Đây bác nhá, con sâu để cháu nói nó lại như này. Ví dụ nhá, mình cắt thường thường mình cắt cho 10 đến 12 phân ông nào cắt dài. Nếu mà nó lên đây nó có sâu thì cũng kệ nó như cháu cấu này đi thì nó ảnh hưởng gì đâu. Ừ. Sau mình đến đây mình vẫn cứ cắt đi này cơ mà. Ừ. Nó chỉ bẩn mắt lúc đấy thôi. Con chỉ sợ là nó sâu cái quãng 2-3 phân này này, như này này bác này. Ừ. Mà không phun được này thì là nó mất luôn cái mầm này. Thế thôi. Cái con nhện đỏ này nó dư đã. Đâu ra cho thuốc họ xin. Làm này nhìn này đôi 2 triệu. Tháng 9 này đánh một loạt đầu ấy. Đây con nhìn vườn đào. Đấy con nhìn vườn đào nhờ Hà Thủy. Bao giờ cũng phải
mà nhìn nhiều như cây kia bác. Nên là hả? Từ từ. Nó mới, cái tay nó mới. Rồi. Tốt miệng đỏ này. Tốt nhất. Hai bình. Vị chi là 16 lít. Một chai này đấy. Một chai này là hai bình. Hai bình. Ta cả bán dính. Phun chủ yếu phun ngược ý, các dòng. Phun gầm. Comite. Đó. Tại là mình không biết tiếng Anh đọc hơi sai, có khi là comite. Comite. Đây à, vẫn là nhện đỏ thôi hả? Vâng, đặc trị luôn. Thế mình không có cộng với cạc gì. Cái này của nó thì đặc trị. Là 10 lít. Thời gian cách ly 7 ngày không được gần à? Vâng. À. Vâng, chứng tỏ cái này cũng độc của nó. Độc chi bác. Như đây là ví dụ như mình ở vườn đây thì xong nó thoảng cái các bạn. Ồ. Ờ ha. Dạ. Nhưng mà thằng này nó ở đây sản xuất. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Đúng rồi. Ở Việt Nam nhận đồ. Chứng tỏ đây cũng là, đây có loại gì nữa? Đấy, cháu mua được hai lọ, cháu chỉ có mấy cây bi à. Thôi. Đấy, cháu có mấy cây bị, cháu chỉ mua thêm hai lọ thôi. Hai lọ rồi. Vì cháu đánh từ đầu năm giờ mấy trận rồi. Ừ. Ba tiền lọ. Ờ, cái này thế nào? 80.000 một lọ. 80.000 lọ. 80.000 hai lọ. Ừ. Vừa qua đi mua triệu tiền thuốc sâu đục thân với lại hai lọ này thôi. Ừ. Còn tạm thời chưa thấy bệnh gì. Chưa thấy bệnh gì. Đào sạch bóng. Lập sáp bác có nhìn thấy đâu. Không có đâu, phải đánh cái chết. Thế là ý sang năm là dòng đào lưu. Cháu là sang năm là cháu dòng đào nơm là để dòng đào nơm một khu khác là để lấy cái phôi đấy, cái gốc để sang năm lại chăn đào huyền. Còn cháu sẽ trồng 1.000 đào nơm, 1.000 đào, có nghĩa 2.000 đào giống sang năm. Đấy là để mình sẽ chăm luôn 1.000 đào đào huyền thành đào con luôn, đào năm 1. Xong để sang năm 2 uốn và chan. Còn cái đào nơm thì cuối năm bắt luôn, bán luôn để lấy gốc đấy, xong lại gây thì bọn đào von của mình năm tới là sẽ được bán, có không ạ? Là mình sẽ bán đi là cái thằng phôi của đào nơm mình nuôi gây lên ấy, là nó sẽ lại gối 1.000 vào đấy, 1.000 của cái đào năm mình cắt đi bán. Thế là năm nào mình cũng có đào huyền bán đấy, còn làm thêm vài trăm đào này nữa cho nó mệt, cho nó nhanh đi. Nói chung là đang tuổi này thì đang tầm làm suốt đêm. Vậy như Hà ông làm suốt đêm. Cháu quánh chim suốt đêm đi bác này. Chim gì? Cháu quánh bắt chim trời ấy. Chim giờ nó cấm. Bắt ông nào? Bắt ngoài. Có được? Được. Đánh chim gì? Mùa này ngày nào cháu chọn làm. Làm từ 2 đến 5 lít. Một loại lắm, còn mua tháng 7, tháng 8 cũng là chẳng mấy triệu. Thế hai chào khán giả. Cháu chào khán giả của ông Long Vlog nha. Ừ. Anh đang giả lao, em đang giả lao, uống ngập nước rồi. Ôi quá.